Rồi, ok, hello các em và chào các em đã quay trở lại với channel của mình. Chào các trẻ luôn, và hôm nay là thứ bảy rồi và chúng ta sẽ lại đến với chuyên mục thử thách cấm cười. Đến hẹn lại lên cứ thứ bảy là chúng ta sẽ lại cùng nhau xem những video vui vẻ. À đúng rồi, ngày mai nha, là ngày chủ nhật nhá, thì mình sẽ đăng cái vlog đi Sapa ấy. Thực tế là mình đi Sapa về cũng phải khoảng 2-3 tuần rồi, nhưng mà để edit được cái xong cái vlog đấy thì nó cũng khá là lâu đấy, tại vì cái vlog đấy nó dài gần 1 tiếng rồi anh em ạ, dài hơn 40 phút. Thế nên là nói chung là edit xong rồi thì ngày mai nhá, sáng chủ nhật lúc 9 giờ hay 10 giờ gì đấy là mình sẽ đăng cái vlog Sapa lên. Tất nhiên rồi. À và cũng nói thêm là cứ thứ bảy với cả chủ nhật là mình sẽ đăng 2 video trong một ngày nhá. Thế nên là sau đây khoảng 12 giờ thì mình sẽ đăng một video nữa, và chủ nhật cũng sẽ 2 video luôn. Ok, xem thế cho nó đã đời đúng không anh em. À quên, đừng quên là nếu thích chương mục thử thách cầm cười này thì nhớ là nhấn vào nút đăng ký kênh nhá, để ủng hộ mình sớm đạt được 1.200.000 người đăng ký. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, cảm ơn cả chị em luôn. Thôi được rồi, không lằng nhằng nữa thì quất. À, hai ông thi nhau cho tiền à? Xem ông nào cho nhiều hơn đúng không? Ui à, ua, tập tiền luôn ạ. Ui, mẹ cho cả cái ô tô á. Oh my god. Bây giờ là mình tự nhiên là mình lại muốn đi ăn xin rồi đây các em ạ, để xem có hai thằng nào hâm hâm nó lại cho mình nhiều như thế không nhỉ. À cày quá nhỉ. Tức thích à. Tức quá. Không biết làm gì. Ngân hàng à? Làm gì đấy của ông? Ui, nó đi cướp ngân hàng. Làm gì đấy? Tại sao lại thế nhỉ? Cay nhỉ? Này, thề với các em luôn, quả này nó mà tức lên mà nó lùi lại thì nó bỏ đúng không? Một like, hai like. Căng phúc nhở. Được đấy. Mấy trò chôn này mấy thằng bạn nó dậy em vắt lìm luôn. Làm gì đây? Sao lại buộc một tay đấy nhỉ? Tay này gì đấy bro? À phải vẫy tay à? Khi mà mình dừng ở đoạn này thì nó có vẻ giống như tình huống ở trong phim Titanic đúng không? Cái cảnh của vang tay này. Nhưng thực tế đây là một cảnh hết sức bạo lực. Rất có thể sau khi tụt quần thanh niên đứng đằng trước, thanh niên đứng đằng sau sẽ dùng một vật thể lạ dài đâu đó 20-30cm đâm mạnh vào từ phía sau, rất nguy hiểm. Và anh em có thể thấy cái mặt này đã nói lên sự lo lắng đấy, ở trong thanh niên đứng trước rồi. Khổ vãi lìn, tự nhiên đấy. Khổ lắm. Tự nhiên lại đau đít đúng không? Làm gì đấy? Công còn cả xấu. Kiểu gì nhảy à? Hay à nhảy popping hoặc hay nhảy? Mình không chắc lắm đây phải là một cái kỹ thuật trong kiểu nhảy hay không, mà mình cảm thấy giống kiểu chó đấy, kiểu thế không? Không biết thử của anh đâu mà. Ai đấm à? Làm gì đấy? Này, này, bao phải là này. Đấm xong còn né quả được. Càng đấy. What? Oh thề luôn đấy, may mà đang đi chậm nha. Đi nhanh quả đấy thì chắc là thôi lên bàn thờ rồi đúng không? Tôi uống điểm nước trà thì khí vừa là không được. Khoe giày à? Ê, làm rơi cái nắp chai rồi, trên đầu làm rơi nắp chai rồi, úi dồi ôi, đẹp.
Em đéo chịu được. Sút 2 phát lại trúng có mỗi thằng thôi. Khổ thế nhỉ. May mà không sút chỗ chim. Làm gì đây? À, học theo TikTok à? Cắt cắt với cái này ra để làm gì? Làm thành cái áo à? What the fuck? Này, mà tại sao lại cắt thủng của chim là thì quái nhỉ? Đây à? Tại sao lại cắt thủng của chỗ chim này đâu? Để chắc đi đái em dễ hơn. Nào, để mặc xem nào. À, thành cái áo thật đấy các bạn. À, đẹp. Làm gì đấy? Quảng cáo thời trang à? Oh shit. Nhìn cái chân nó kìa. Ồ, như sắp gãy. Nghệ. Tưởng bỏ tưởng là chơi bẩn mà được à? Không, đấy do bạn đen rồi. Đã chơi bẩn còn đen anh em ạ. Nắng quá, nắng quá. Ờ, thằng nào ô dù to hơn thì sẽ có nhiều gái xinh theo à? Được. Nó giống như cái gì nhỉ? Nó giống như kiểu cái kẹo cao su đúng không? Kiểu nó rút ra mà nó rút ra mà. Đỉnh thế nhỉ? Trời đấy. Ai rồi ơi? Ai rồi? Đúng là gừng càng già càng cay anh em ạ. Đây là môn phái gì? Đây là môn võ gì? Thiết đầu công chim à? Thiết đầu công chim à? Nice. hay là kiểu thiết chim công phu. What the fuck? Mấy bố này đứng kiểu hay là như nào? À, có thể là đây là để luyện tập. Để giả sử sau này mà vợ có bị đánh hay là bị sút vào đấy thì nó bất tử anh em ạ. Người ta đang làm đường bố đi vào như thật. Vâng. Nhưng ánh mắt nhìn kiểu chán nản. Đập tay lên chán nản anh em ạ. Kiểu thế đúng không? Không tin được. Ông thầy áo, ông chú làm gì đấy? Mình nói dạ gần xung lỗ rồi mà mình chưa biết yêu nè. Bạn nào biết yêu á chỉ mình con. Và vẫn mình không phải là kiểu mà hay chửi bậy thế đâu. Mình cũng hiền lành lắm nhưng mà thề chỉ muốn vả cái phát anh em. Mình cảm giác muốn đứt cái gì đấy vào mồm thằng này để cho nó đừng nói gì nữa. Oh, ông già vãi cả loèn rồi, ông có làm gì đấy? Già rồi còn định làm kiểu bé thỏ à? Thề trầm cảm vãi lìm ra. Video này rất... Ai à nhảy à? Ai à? Ông chú này có kỹ năng nhảy hay đấy. Lại thì nhảy, phá vật. Ồ, khó thế. Ồ, cái nhà kìa, mà đụng cái... Anh em biết đấy. Thực tế người FA trong video này không phải là thằng này đâu, mà là những người đang xem cái video này. Oh, what the fuck? Anh em biết ai không? Người yêu của ông phải quay cho đấy. Thế nên là đừng cười nữa. Tự cười bản thân đi. Ok. Mình cười thôi. Nhưng mà đùa đấy. Chỉ là trước đây thôi, còn bây giờ mình khác rồi. Hiệu quả đấy nhỉ? What the hell? Tại sao lại có hai con ruồi bậu trên đầu là... Thiếu gì chỗ để chúng mày nhí nhai gì nhố mà lại đậu trên đầu của tao? Đầu tao có phải là cái nhà nghỉ hay là cái ghế tình yêu đâu mà. Hai con giận. Chúng nó dám làm thế luôn đấy anh em ạ. Đây người ta gọi là public. Thường mấy chứng miếng vậy. Lá hay không hay lá lẻ này. Ô xịn quá. Ô Chính à. Ta đi khu chí gì à. Sao mà cái gì. Anh chừng đi hả. Ôi 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 thiệt.
vẻ vãi cả lìn ạ. Thì mày gì đó. Ôi trời, nhưng mà hết rồi anh em. Em là ngay về video này hết luôn. Hết rồi nha, nhưng mà anh em yên tâm, mình lúc nào cũng chuẩn bị đạn dự phòng. Đấy, tất nhiên rồi. Xem một video thì nó nhanh quá, cả nó cũng bị hơi buồn đấy. Xem video thứ hai nhá. Rồi, và chúng ta sẽ đến với video thứ hai có tên là lỡ tay chỉnh xíu. Ok, để xem lỡ tay như nào nhá. Xây đấy, nhà xây đấy. Làm sao một... Đấy, đấy chính là cái lý do mà mình phải đeo kính vào đây anh em ạ. Để bảo vệ mắt trước những cái thế lực mà nó có thể gây hại cho mình. Nếu như anh em mà cảm thấy mà mắt mình mà bị yếu thì đeo kính vào ngay nhé. Thì tránh, chứ không video này căng lắm, video này căng cực kỳ luôn. Ui, sốc cả, ui sốc cả tóc, rồi sốc cả. Mình hoàn toàn không nói gì đến việc là xinh hay xấu. Nhưng thật sự là cái việc mà từ một con người như này, sau quá trình chỉnh sửa ảnh nó thành một con người như thế này, nó khác nhau hoàn toàn. Và đấy là cái thứ mình phải wow, thử thách không ngạc nhiên. Nè, thề này, nè, nè, nè. Wow, mình thề là nó quá đỉnh luôn ấy. Ừ, cũng khá xinh, cũng được. Sau khi, đây là sau khi chỉnh. Đây mới là sau khi chỉnh các bạn. Ôi shit. Xinh thế. What the hell. Ôi mà ơi. Trong cuộc đời mình 24 năm sống trên cái trái đất này, chứng kiến biết bao nhiêu sự kiện, xem biết bao nhiêu video thử thách cầm wow rồi, mà anh em có thấy bao giờ mình phải kiểu như phản ứng giống như vừa nãy không? Chưa, chưa bao giờ cả. Này thì mà chết anh em bọn tôi à? Chết đấy nhá, không đùa đâu. Ông nào mà tin vào mấy cái ảnh trên mạng như này, rồi yêu đương cặp kè, rồi hẹn hò giấu mặt thế này thì khiếp không? Nè, cái mắt nó đang híp vào có tí này, mà xốp phong mắt nó phải to gấp chục lần. Wow, trời ơi, sao có thể nhờ? Sao có thể 7749 cái app, không, thậm chí là phải sử dụng tất cả những tinh túy trong cái giải ngân hà này mới có thể chỉnh được quả ảnh nó đỉnh cao như thế. Ui. Ui trời ơi, khoảng 6-70 cân, chỉnh một phát xuống còn khoảng 40 cân, quá được. Thật mình rồi. Thật sự là thật mình đấy. Mình không có ý gì nói là mà... kiểu như là châm biếm như hay các bạn là xấu hay là gì cả. Nhưng mà thật sự là cái việc mà đang từ một con người như này chỉnh thành con người khác ở thì ai cũng muốn là phải xinh đẹp hơn các thứ thì để nó tự tin hơn, thì mình hoàn toàn là ủng hộ việc đấy. Và các cái app chỉnh ảnh nó cũng phục vụ cái việc đấy, thì nó cũng không có gì xấu cả, không có gì xấu trong cái việc mà muốn bản thân mình đẹp lên. Nhưng cái vấn đề là nó đẹp lên nhưng mà vẫn phải nhận ra, giả sử như mình thì người ta, bạn bè mình vẫn phải nhận ra mình là ai. Chỉnh một phát như thế thì biến thành con người khác rồi, thì nó thật sự là nó có một cái phần nào đấy nó hơi quá đà một chút. Bóp người, bóp mông các thứ vậy cũng không thành vấn đề, chỉ là chỉnh, đồng ý chỉnh cho xinh lên được, ai mà chẳng muốn được xinh đúng không, tuyệt vời. Nhưng mà vừa thôi, chứ đừng biến mình thành con người khác như thế nhé. Và cảm ơn chiếc kính đã tài trợ cho mình một quả giáp bảo vệ mắt trước những thế lực hắc ám. May quá anh em ạ, may mà có kính là để giữ cho đôi mắt tinh anh, chứ không thì chắc là từ nãy giờ là cách người Mỹ chào nhau hai bồ à, cách người Nhật chào nhau hey konnichiwa, ok, và khi người của hai nước chào nhau hey. Hợp lý. Ê này, thử tính ra từ đây thì anh em cứ chào theo kiểu của Mỹ nhờ. À, bắt chiếc anh em ạ, thằng này làm gì làm theo. Nhưng mà thằng này rất ngu, hơn nhau ở cái đầu này. Cái đầu này. Lần sau ấy, gặp trường hợp của mình, quả đấy là mình cởi áo ra luôn. Hợp lý không? Anh em thấy hợp lý không? Đấy, phải xử lý như mình chứ đúng không?
lại đi cởi giày ra đây là tí. Rồi ok, thì chắc là video này mình sẽ kết thúc ở đây. Tuần này thì chúng ta sẽ xem như thế thôi, để dành cho tuần sau. Và mình sẽ tiếp tục cố gắng tổng hợp lại. Và một lần nữa, nếu như mà anh em mà thấy thích những cái video ở trong chuyên mục hôm nay xem gì, hoặc là thử thách cầm cười như tuần này, thì đừng quên là gửi những cái video hay hay về cho mình nhá. Và mình sẽ để cái đường link Facebook ở dưới, thì anh em hãy comment thẳng những cái video hay vào trong đấy luôn. À nhầm, đấy, để mình có thể xem trực tiếp, như thế thì nó sẽ tiện hơn. Và mình sẽ tổng hợp lại để tiếp tục làm các tập tiếp theo, ok. Và được rồi, đừng quên là nếu như thích thì hãy nhấn like cho video này. Và nhớ nhá, nhấn cả vào nút đăng ký kênh nữa, để ủng hộ mình sớm đạt được 1.200.000 cái đăng ký. Ok, còn bây giờ thì bye bye. À quên, đừng quên là ngày mai có vlog Sapa đi nhá, nhớ đấy. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.